Ok, anh nói đi. Anh nha. 1, 2, 3, action. Kính thưa quý vị, bây giờ là 13 giờ trưa. Sài Gòn nắng như đổ lửa. Ngoài kia, trong khi chúng ta đang ở trong phòng máy lạnh, thì ngoài kia hơn 1 triệu tài xế, xe tải, xe container đang rong ruổi trên những cung đường để đưa hàng hóa đến đúng nơi, đúng giờ, đúng chất lượng. Tài xế xe tải là những người đang làm những công việc rất nặng nhọc, rất nguy hiểm. Họ phải đối mặt với tai nạn giao thông, kẹt xe, trạm BOT, nạn mãi lộ, rải đinh và hàng loạt những rắc rối khác. Họ phải đối mặt với chuyện điện thoại liên tục reo: mày đang ở đâu? Khi nào mày đến? Làm thân phận người tài xế, họ chấp nhận cuộc sống xa gia đình, xa vợ con, xa người thân, để ôm chiếc xe, để ôm hàng hóa, đi đến nơi, về đến chỗ. Thế nhưng truyền thông ngày nay với Thế nhưng truyền thông ngày nay chưa phản ánh đúng được nỗi khổ, nỗi vất vả của nghề tài xế. Tài xế xe khách còn đỡ khi chúng ta gọi bằng mỹ từ là bác tài. Nhưng đối với tài xế xe tải, thông thường người ta gọi là thằng tài xế. Thế nên nếu như cha bạn, anh bạn là những người làm nghề tài xế để nuôi cuộc đời bạn, bạn có tự hào về nghề nghiệp của người đem lại nồi cơm cho gia đình mình không? Xã hội này có xem nghề tài xế xe tải là một nghề đáng quý và đáng trân trọng không? Hãy hình dung hơn 1 triệu người đang làm công việc tài xế. Nếu không có họ, ai sẽ đưa những hàng hóa và tiêu dùng hàng ngày đến với gia đình của mình? Smartlock với quyết tâm góp phần thay đổi năng suất, chất lượng ngành logistics Việt Nam, chúng tôi có một Smartlock với tinh thần góp phần thay đổi mạnh mẽ ngành logistics Việt Nam. Chúng tôi có một tâm nguyện làm sao chăm sóc, làm sao nói đúng được tâm tư và tình cảm của người làm tài xế. Và một trong những hành động chúng tôi nghĩ là rất đơn giản và dễ thương, đó là chúng ta sẽ tặng nón cho các anh tài xế, che bớt chút nắng, nhẹ bớt chút sương, để cho cuộc đời họ có ý nghĩa hơn. Và Smartlock cam kết dành tặng 1 triệu nón dành tặng cho toàn tài xế vận tải trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Smartlock dự kiến một chiếc nón khoảng dưới 50.000 đồng. Và để làm được điều đó, với ngân sách khoảng 500 triệu một năm, chúng tôi mất khoảng 10 năm để thực hiện sứ mệnh này. Và nếu quý nhà Mạnh Thường Quân có cùng sự chia sẻ với chúng tôi, xin tham gia cùng chúng tôi với chương trình dành tặng 1 triệu nón cho tài xế xe tải Việt Nam, và chúng ta cùng dành một sự trân trọng đúng mức cho những người đang làm những công việc thầm lặng. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi.